Rồi ok, bây giờ mình quay lại mấy cái chủ đề của ngày hôm nay để mình nói chuyện với mọi người luôn. Rồi bây giờ mình hay nói ngược đó, mình nói về chủ đề số 6 trước đi. Tầm quan trọng của luật sư di trú. Là các bạn thấy nếu mà các bạn không lập kế hoạch ngay từ bây giờ, ví dụ như là An hay là Liên hay là bạn Phúc mà không lập kế hoạch mà không gặp luật sư di trú á, thì các bạn nghĩ là các bạn tự nghĩ ra con đường để các bạn đi, hoặc là ngành nghề các bạn đi, hay là các bạn tự suy nghĩ có được không? Giống như mình hồi xưa là mình tự tự làm đó, chẳng ông luật sư nào giúp mình đó. Rồi cuối cùng là nó sẽ mất hết 4 năm, 5 năm. Rồi mấy đứa em mình nó cũng mất, có đứa nó cũng mất bằng thời gian vậy, nhưng mà có đứa ngắn hơn, thì quen với luật sư thì chỉ được ngắn hơn chừng 3 năm thôi xong hết giấy tờ. Các bạn có gặp luật sư rồi rồi đó thì các bạn thấy làm sao, nó cái phí như vậy nó có xứng đáng hay không? Dạo này Việt Nam hay bị lừa đảo rồi này nọ, thì mình sẽ bàn tới vấn đề đó luôn. Rồi các bạn nói cho mình biết cái tầm quan trọng của cái gặp cái người luật sư và người ta hỗ trợ các bạn liên tục, chứ không phải họ gặp các bạn một lần xong rồi kết thúc. Chắc An nói trước đi. Dạ, em thấy nếu mà mình không gặp luật sư á, mà mình giống như người mù mà lại đi vào ban đêm nữa, là mình không biết đường mình đi, hoặc là mình biết sơ sơ mình đi cái đường đó, nhưng mà mình đi tới đó nó là ngõ cụt, mình phải quay lại mình đi một con đường khác, thì nó mất thời gian cho mình. Trên cuộc đời này rất là công bằng, một ngày thì nó có 24 giờ, nhưng mà 24 giờ nó để mất thời gian vào cái chuyện đó thì nó quá phí. Cuộc đời nó quá ngắn đi mà để mất 3-4 năm mà không đi đạt đến một cái mục đích của mình thì nó quá khó. Còn em thấy cái phí đó cũng đâu có cao đâu thầy, tại vì người ta cũng hỗ trợ mình support từ đầu tới cuối, kể cả sau khi mình qua Úc nữa. Luật sư người ta cũng phải học hành, người ta cũng phải bỏ thời gian, người ta nghiên cứu luật, cập nhật luật mới, luật cũ, các chính sách di trú mới để người ta phổ cập cho mình, thì cái phí đó em thấy bình thường, em thấy cũng nhiều khi còn rẻ. Cái phí đó mà so với mà cái mức thu nhập ở bên Úc thì em thấy nó quá rẻ. Cái câu so sánh hồi nãy của An mình thấy cũng khá là hay. Người mù nếu mà đi ban ngày đi thì họ gặp người này người kia rồi người ta chỉ đường rồi này nọ, hoặc là người ta còn có cây gậy rồi người ta thấy được, còn ban đêm thì đâu có ai ngoài đường đâu, sao người ta chỉ đường. Muốn nhanh hay chậm là do các bạn thôi à. Đấy, ví dụ như các bạn tự đi thì có thể là nó cũng tới đích đó, nhưng mà nó tốn rất nhiều thời gian. Gặp mấy người luật sư thì người ta sẽ hướng dẫn các bạn. Nói chung trong cái nghề nghiệp nào nó cũng có một cái Cái thủ thuật đó thầy. thủ thuật, đúng rồi, cái từ chính xác là chủ thuật, cứ gọi là cái trick á, là người ta sẽ hiểu được à lúc đó mình có thể là né cái chỗ này chút xíu, nhét chỗ kia chút xíu. Ví dụ như người ta kêu các bạn kinh nghiệm 3 năm mới đủ để mà công ty bảo lãnh á, ví dụ như bạn làm có nhiều bạn là phải đợi đủ 3 năm rồi mới nộp, thì ông luật sư cũng nói mình á, ủa chỉ cần làm khoảng chừng 2 năm, 2 năm mấy là nộp được rồi. Cái mình nói ủa chưa đủ điều kiện mà. Nó đúng rồi, lúc đó thì chưa đủ, nhưng mà trong thời gian đợi làm hồ sơ thì đợi đợi nộp rồi này nọ thì vẫn làm công ty cũ, thì tới lúc đó đủ 3 năm rồi. Cứ nói à hay quá ha. Đó, có những cái nó như vậy đó, chứ không phải là ta đợi đủ ngày đủ tháng đủ năm rồi mới nộp. Thì nói chung là nó có nhiều cái thủ thuật họ làm trong nghề, mỗi ngày họ xử lý tới mười mấy 20 cái hồ sơ thì họ biết các bạn. Em xin tiếp lời thầy nhé thầy. Em thấy để mà có những thủ thuật đó thì luật sư điển hình như là cô Huyền là phải có nhiều năm kinh nghiệm trong cái việc làm của người ta, người ta mới tích góp được những cái thủ thuật đó. Người ta lường trước được những cái rủi ro để người ta tư vấn cho mình từ đầu tới cuối để làm sao mình đạt cái mục đích nó nhanh nhất có thể, và nó an toàn nhất cho mình và cả gia đình mình về sau nữa. Chứ không phải là một mình bản thân các bạn không đâu, các bạn đi rồi những người khác trong gia đình các bạn cũng muốn đi vậy, thì phải làm sao cái phương án nào cho nó an toàn cho các bạn, để mà cho cả nhà bạn cập bến an toàn, chứ không phải làm để nó rủi ro rồi xong rồi nó ảnh hưởng nhiều đến người thân nữa. Đó là cái tầm quan trọng của luật sư di trú ha. Rồi bây giờ mình nói qua luôn cái nãy đi. Rất là nhiều bạn nói là bây giờ ở Việt Nam tình hình khó khăn rồi này nọ, bà con ở nhà rảnh quá thì đi lừa nhau. Rồi xong lấy video hình ảnh của mình tên là Michael Tâm Nguyễn, có nhiều người lấy Tâm Michael Nguyễn, rồi Nguyễn Michael Tâm đủ kiểu hết. Rồi xong rồi kêu quen biết rồi này nọ. Thì bây giờ làm sao để mà phân biệt cái Facebook nào giả, Facebook nào thật? Rồi số điện thoại, đó ví dụ như An đi hoặc là Phúc hay là mấy bạn khác, làm sao mấy bạn liên lạc với mình mà các bạn không sợ bị lừa? Cái cách của em á, thì trước khi mình lựa chọn tin một ai đó thì mình phải tự double check cái thông tin đó trước. Bây giờ thông tin trên mạng internet thì rất là nhiều thôi, mình có thể tự mình check trước, thì phân biệt được cái fanpage thật hay giả thì chỉ vào xem cái lượng người follow là mình đã biết rồi, và chịu khó lướt xuống những cái video cũ hơn, mình sẽ thấy được là cái này là thật là giả. Có những cái fanpage mà lấy cái thông tin của thầy thì nhìn vào là đã biết là người ta lấy cái video cũ rồi, nhưng mà nhiều người họ lại lựa chọn tin những người đó. Cái đó cũng do lòng tham của người Việt mình thầy, không mà em không phải là nói gom tất cả mọi người để kiểu gom đũa cả nắm, nhưng mà đa phần là họ dễ tin người,
với lại họ nghĩ là đi Úc là dễ dàng, không tự check cái thông tin đó, chỉ cần đóng tiền vô là đặt cọc trước rồi sẽ là đi được, rồi qua bản này trả tiền thêm rồi kiểu trả góp hết thôi. Thì thật sự nó đâu có dễ dàng như thế, mà mấy cái thông tin đó là mình phải tự tìm hiểu trước trên internet rồi mình cái xem người ta tư vấn rồi có đúng như vậy không. Nếu mà đúng như vậy thì mình tin được 50%, rồi xong mình check thêm vài thông tin nữa mình sẽ lựa chọn mình tin người đó. Còn đằng này họ không tự check gì hết trơn, họ cứ nghe người ta tư vấn đóng trước 30 triệu, khi nào có visa đóng thêm. Người ta lấy của mình 30 triệu xong người ta đi mất tiêu rồi sao đổi 30 triệu đó. Ok. Thì nhân đây ví dụ như là ai mà đã bị mất tiền 5 triệu, 7 triệu, 10 triệu, thậm chí 100 triệu hay là vài triệu gì đó thì các bạn liên hệ với mình ha, để mình giúp các bạn, để mình làm hết sức để mình giúp các bạn đòi lại số tiền đó ha. Thì mình có luật sư riêng của mình, luật sư về hình sự có, luật sư di trú có, mình có một vài người luật sư. Nhưng mình các bạn nào mà bị mất tiền á thì liên lạc với mình để mình những cái người nào mà mạo danh mình á hoặc là kêu các bạn chuyển tiền rồi đó có thông tin hết chuyển cho mình. Ok. Và mình làm đơn để mà bắt đầu chuyển mấy người đó giùm cho các bạn để lấy lại tiền cho các bạn ha. Thì bây giờ mình hỏi An nè, bây giờ ví dụ như em vô một cái trang Facebook nào đó là người ta giả của mình. Thì ở trong đó nó người ta ghi là sống ở Hà Nội, sống ở Sydney, rồi xong rồi làm việc ở chỗ này chỗ kia rồi, sao người ta không check mấy cái thông tin đó? Anh nghĩ sao người ta khi mà kéo xuống những cái Facebook đó có toàn là mấy cái nhảm nhí rồi gì đâu không à, mà sao người ta vẫn chọn tin những cái Facebook đó? Như ở Việt Nam thì hiện tại là năm 2003 này tỷ lệ thất nghiệp nó quá nhiều thôi, giống như người ta thấy được đi Úc này sẽ phí này quá rẻ đi, giống như cái phao cú, dạ, giống như một cái cú cánh cuộc đời của người ta vậy thôi. Người ta lựa chọn đặt hết niềm tin vào cái chuyện đó, cái nên không kịp để mình mà phải dùng lý trí để phân biệt đúng sai nữa. Rồi. Với em nghĩ đa phần là những người bị lừa là em thấy họ dùng Facebook, có dùng nhiều nhưng mà họ không hiểu được hết Facebook đó. Kiểu rồi. Không hiểu được cái những thông tin của fanpage, rồi lượng người follow, lượng người theo dõi fanpage, lượng lượt thích fanpage, rồi các kiểu họ những thông tin đó họ không hiểu đây, họ check đó thôi, nên lựa chọn cái mấy cái fanpage mà em thấy vì có vài trăm người follow họ cũng vô họ chuyển tiền cho người ta. Cái vấn đề là nếu mà người ta không đưa mấy cái thông tin đó cho mình thì mình không có giúp họ được. Thì đây một lần nữa mình nói luôn, nếu bạn nào mà đâu chuyển tiền cho những người nào mà giả danh hoặc là mạo danh của mình thì liên lạc cho mình nha. Rồi bây giờ mình hỏi luôn Phúc luôn. Rồi Phúc hồi xưa tin tưởng rồi liên lạc với fanpage rồi này nọ. Rồi sao? Phúc thấy mấy cái thông tin khác nó bị nhiễu không? Hay là cái vô coi mấy cái người khác không? Hay là sao? Hay là tự liên lạc một lần nó trơn tru hết luôn? Hồi xưa là con coi trên YouTube trước. Là vì con thấy kênh YouTube là kênh YouTube đúng là chính chủ rồi. Tại vì lượng follow nhiều nhất. Rồi con vô YouTube thì dưới cái phần information thì có để fanpage những cái kênh sách chính chủ, nên con cứ thế mà con liên lạc thôi. Nhưng mà lúc mà con đăng ký học á, rồi xong rồi con đăng ký tư vấn rồi này nọ đó, rồi con chuyển tiền rồi đó, là lúc đó làm sao? Nói chung là lúc đó con có cảm giác là nó đúng không, hay là có bao giờ mà có ai đó nói con chuyển 30% rồi 70% rồi để khi nào ở Úc mà trả rồi nó có cái vụ đó xảy ra không? Lúc mà trước khi con liên lạc đó là con đã coi một đống video rồi, mà video nào cũng gần cả hơn tiếng hết á. Chia sẻ của thầy thì kiểu nó thật á, nó không có phải cái giống như là thầy đi tới thẳng công trường thầy làm gì thầy chia sẻ đó, như là mình coi nhiều quá mình tin tưởng xong rồi bắt đầu con mới liên lạc. Mà nếu như mà một cái bay mà kiểu lừa đảo mình liên lạc á, con thấy liên lạc cái là họ phản hồi liền nhanh lắm. Con liên lạc đâu ngồi đó canh. Dạ đúng rồi, cái này con liên lạc bên bay mà nhiều khi con kêu là cho con xin thông tin chuyển tiền mà tới nhiều khi qua ngày sau bắt đầu mới rep lại. Người là giống như không cần tiền vậy á, cái này giống như làm phụ thêm vậy á. Rồi hôm bữa là lúc đầu đó là mấy bạn nói con là học tiếng Anh, con có thấy con đường nó dài dòng không, rồi bắt con đi học tiếng Anh rồi kêu đợi tốt nghiệp xong rồi bắt đầu mới làm hồ sơ đi du học rồi này nọ đó. Còn mấy người khác là người ta sẽ không chịu đợi luôn á. Người ta nói thôi tôi không học tiếng Anh đâu, rồi thôi bỏ luôn luôn sao. Còn nếu sau trường hợp của con mà con học rồi xong điểm tiếng Anh còn cao hơn mà dự kiến thôi. Con nghĩ sao? Nó là một cái quá trình chứ đâu phải là một cái chụp giật là đóng cho tôi 50 triệu, 7 triệu, 100 triệu tôi cho đi qua Úc. Mấy người đó làm như là họ là gọi là gì ta? Bộ trưởng Bộ Di trú, đúng rồi, Bộ trưởng Bộ Di trú ký xác lệnh cái cho người cao qua đây liền. Làm như dẫn chơi. Con lúc con tìm hiểu là con đã biết trước là
muốn được định cư Úc là phải có những cái yếu tố này, yếu tố này, yếu tố này. Đầu tiên, đang ở Việt Nam muốn vào Úc thì phải có cái gì, có cái gì, cái gì. Thì con tìm hiểu xong rồi thầy tư vấn, thầy live stream, thầy nói. Rồi con tìm hiểu, con double check lại cũng thấy đúng y chang vậy. Thì bây giờ mình muốn vào Úc thì mình phải đăng ký học tiếng Anh, đó là điều hiển nhiên thôi. Nên con cứ thế rồi con đăng ký con học thôi. Con lên mạng con theo dõi, con có thấy nhiều mấy cái thông tin khác mà người ta đưa ra rồi này nọ, con thấy là không đúng sự thật mà người ta vẫn đưa ào ào. Ví dụ như visa 462 đi, người ta kêu không cần bằng cấp, không cần tiếng Anh, tôi vẫn đi 462 được. Con có biết là dạo gần đây là có nhiều người người ta làm luôn cái visa giả, người ta gửi luôn á, cũng tin tưởng mấy cái visa đó rồi xong rồi cũng đi qua Úc luôn, tới cửa hải quan xong nó nói đây visa này đồ giả đó, là nó nói visa 462 là cũng người ta quảng cáo vậy luôn á, thấy rồi quảng cáo là không cần tiếng Anh, không cần bằng cấp nào, tới người ta làm bằng cấp giả, tiếng Anh giả cho các bạn luôn. Rồi con thấy còn có kêu visa 462 là visa nông nghiệp nữa kìa. Con thấy cũng có nhiều lắm á. Rồi con thấy mấy cái kênh khác, tự nhiên cái kênh gì tùm lum ấy, không có phải kênh chính chủ mình, lấy video của thầy cắt ghép lại trang mấy cái reel hoặc là mấy cái short ở trên YouTube, mà thấy nhiều người xuống comment hỏi quá trời, phí bao nhiêu rồi tùm lum hết, làm sao để được đi Úc. Thấy nhiều người ta kiểu ở Việt Nam kiểu người ta bí quá rồi sao á, người ta muốn đi lắm rồi, nên kiểu thấy cái nghe những cái lời đó một cái là họ tin tưởng liền, không còn cách nào khác nữa hay sao. Ok, bây giờ qua hỏi luôn Liên luôn. Liên làm bên chăm sóc khách hàng thì Liên cho mình biết luôn thêm mấy cái đó nữa. Em cũng có kiểu là mình cũng có ẩn danh, mình đi cũng là nhắn tin, mình hỏi thăm xem mấy cái bay nó tư vấn ra làm sao, mấy cái trang nó tư vấn làm sao, cũng điện thoại, cũng Zalo, Facebook các kiểu hết. Nhưng mà thường em thấy có một điểm chung á nha, là họ sẽ không có tư vấn nhiều qua tin nhắn đâu anh. Họ sẽ gọi điện thoại cho nhanh á. Thì khi mà nói chuyện trực tiếp á, thì cái gọi là sao ta, nhắn tin thì sẽ khó thuyết phục hơn là so với việc là gọi điện. Gọi điện chỉ cần nói chuyện một hồi, mùi mẫn vô tai một hồi là em nghĩ là kiểu mà nhẹ dạ với lại hơi thiếu kiến thức xíu là dính liền. Tại vì thường thường á, một số người á, mà họ không chịu tìm hiểu á, thì đa số là họ thích gọi điện thoại hơn, tại vì nó nhanh gọn. Thì chính vì thích cái sự nhanh gọn đó, cho nên là ai mà vô mà nói chỉ cần đi trong vòng 1-2 tháng là đi à, đóng tiền phải vài chục triệu thôi là đi được liền, trong vòng 1-2 tháng là đi thôi, là em nghĩ là cái lượng người mà bị lừa nó cũng khá là đông á. Không chỉ riêng là những cái người mà giả danh bên mình đâu, mà những cái người mà giả danh những chỗ khác nữa đó. Một khi mà họ muốn lừa đảo rồi á, thì họ có nhiều cách để thuyết phục lắm. Bản thân mình cũng vậy, khi mà em nhắn tin với họ nha, thì mình hỏi thông tin cụ thể này kia, thì họ không có tư vấn gì hết trơn á, không hỏi, không có cần biết tên tuổi ở đâu gì hết trơn á, chỉ cần là bây giờ gửi thông tin thôi, căn cước chụp này kia đơn giản thôi là đi được liền à, chuyển tiền cái là đi thôi, không có cần gì hết trơn. Nhưng mà em không hiểu sao là tư vấn như vậy mà vẫn tin được, thì mình vẫn không hiểu lý do tại sao. Đúng thật sự là cái người tin tưởng anh Tâm nó cũng khá nhiều. Nếu bây giờ mà gõ lên về cuộc sống Úc hay là định cư Úc đi, thì ở trên YouTube nó có rất nhiều, nhưng mà cái người mà gọi là có sức ảnh hưởng lớn nhất chắc em nghĩ là chắc là anh Tâm á. Cho nên là cái lượng người quan tâm anh cũng khá là đông, không thể tránh khỏi cái việc mà người ta giả danh, người ta lấy hình ảnh video để làm đủ kiểu hết trơn, thì không thể tránh cái việc đó được. Cho nên là mình phải tự trang bị kiến thức cho mình phải làm sao để mình có thể nhận biết được thật giả trước cái đã, rồi mới suy nghĩ tới cái chuyện đi Úc. Cái mà anh nghĩ trước khi mà phân biệt được thật giả là họ phải có kiến thức về từng loại visa, tụi em có nghĩ gì không? Em nghĩ là thật sự cũng không phải biết chi tiết đâu anh, phải hiểu được là mình đang làm cái gì, mình đang muốn cái gì, và mình phải đi tìm hiểu đúng cái đó. Nói chung là tóm lại là con đường đi nó chắc chắn nó sẽ khó chứ không phải nó dễ, và nhiều người trong đó là người ta sẽ làm cho nước Việt Nam mình càng ngày nó càng tệ hơn nữa, tại người ta qua đây rồi người ta ở lại lậu, rồi người ta đi làm mấy hồ sơ gì visa tị nạn rồi đủ kiểu, rồi du học qua bên này không thèm học rồi trốn ở lại, nên bây giờ nó càng ngày nó càng khó hơn. Hồi xưa nó đã khó, bây giờ nó càng khó hơn. Cộng thêm nữa là các bạn làm giấy tờ giả nữa, nên nó rối lắm. Các bạn, thứ nhất là các bạn hãy phân biệt được cái nào thiệt, cái nào giả, là mấy cái fanpage đồ này nọ. Tất nhiên là gặp mình hoặc là gặp luật sư nó khó rồi các bạn, nó không phải nó đơn giản giống như là cái chợ, các bạn muốn tới lúc nào tới, cứ xong tới cái văn phòng của người ta được. Người ta cũng có nhiều việc để người ta làm lắm. Các bạn phải book cuộc hẹn, rồi giờ nào người ta rảnh người ta phải tư vấn các bạn. Hoặc là đi tới, ví dụ như hẹn gặp 2 giờ chiều đi, là 1:50 phải có mặt đó chứ, gõ cửa người ta mời bạn vô rồi này nọ, rồi ngồi người ta, bạn phải gửi hồ sơ cho người ta coi trước, còn thôi tới gặp nhau rồi về gửi sau cũng được. Nhưng mà các bạn phải book cuộc hẹn trước, chứ không phải là cái chợ, nên các bạn không phải là cứ đưa địa chỉ cho các bạn là các bạn xông pha muốn tới giờ nào tới,
Các bạn thử nghĩ bữa nào mà tới chừng khoảng 20-30 người rồi sao mà tiếp cho hết. Tiếp không hết thì bắt đầu nói là sao không tiếp tôi, đúng không? Các bạn phải hiểu, các bạn làm cái gì các bạn hiểu. Đi Úc là một cái quá trình chứ không phải là nói giống như là đi Singapore ra mua vé máy bay rồi đi đâu. Nhiều người rớt visa rồi, nhiều người đã làm, luật sư cũng làm hết sức để giúp các bạn rồi. Còn có nhiều người còn chưa đạt được visa nữa kìa, chứ không phải là đơn giản là các bạn nghĩ là các bạn được đâu. Phải vài chục triệu là coi như xong không đâu, chưa xong đâu các bạn. Cái đó chắc là mình cũng nghĩ là đủ về cái phần làm sao để có thể không bị lừa rồi đó. Các bạn còn có bổ sung gì nữa không? Để các bạn bổ sung để mình qua câu hỏi tiếp theo. Em xin nói chỗ cái visa tị nạn. Em chia sẻ một trường hợp là bạn học phổ thông của em, thì ba mẹ của bạn đó là có người chú, bà con bảo lãnh ba mẹ bạn đó đi qua du lịch xong ở lại trốn làm cũng 2-3 năm nay. Rồi bây giờ hiện tại bạn đó lại muốn đi qua bển để chuyển visa du học. Tiếng Anh thì đã học hết rồi nhưng mà bây giờ chưa có lịch thi IELTS. Thì hôm trước thì em cũng phiên là học PT đi, lịch thi nó nhiều mà thi nó mau có kết quả thì bạn cũng không chịu. Rồi bây giờ chú của bạn đó lại làm cho ba mẹ bạn đó cái visa tị nạn nữa. Em mới nói là khi mà nộp hồ sơ visa tị nạn rồi cho ba mẹ mày rồi đó, thì khi mày xin visa cho dù du học hay là du lịch thì mày cũng sẽ bị đánh rớt visa. Rồi bây giờ bạn đó như là lần chừng không làm được gì nữa trơn. Thì khi một người đi trước mà không nghĩ tới hậu quả của người đi sau thì nó giống như cái trường hợp đó. Mà em cũng không hiểu sao chú của bạn đó ở bên Úc cũng nhiều năm có quốc tịch mà lại làm cái chuyện đó cho gia đình bạn đó, em cũng không hiểu luôn. Thì nếu mà gia đình ba mẹ bạn đó mà có mấy cái gì đó mà hồi xưa nó liên quan tới chính trị hoặc là có liên quan tới mấy chế độ cũ rồi này nọ đó, thì có thể là visa nó thành công. Mình nói là có thể thôi nha, nhưng mà phần trăm rất là thấp. Mình không phải luật sư nên mình chỉ biết vậy thôi. Mấy cái trường hợp là mình biết. Mình ví dụ như là trường hợp mấy cái trường hợp người thân của mình đó, ngày xưa có đi lính cho Việt Nam Cộng Hòa, thì mấy trường hợp đó thành công. Mấy cô chú đó lớn rồi, cách đây cũng mười mấy năm rồi, mà mấy cô chú lúc đó là cũng là năm mấy tuổi rồi. Bác mình cũng đi lính cho Việt Nam Cộng Hòa mà, ông nội mình cũng làm mấy mà. Thì mấy trường hợp đó thành công, còn các bạn nào mà không có liên quan gì hết á thì mình không nghĩ là thành công đâu. Thì đó, thì nó ảnh hưởng đến không những con cháu đâu, ảnh hưởng đến những người anh em, bà con, bạn bè nữa. Có nhiều khi cái visa nộp hoài nó không đậu đâu, cái lý do là nó không có nói ra đâu. Và nó cứ nộp lên là rớt. Thì người nào biết thì biết, còn người nào không biết thì không biết thôi. Trường hợp này An kể ra cũng khá là, trường hợp này cũng khá là hay. Thì ba mẹ ảnh hưởng trực tiếp tới con cái thì cái này nó trực tiếp rồi. Còn có những trường hợp gián tiếp rồi. Mình ví dụ nha, cái trường hợp nào đó mà cái người bà con, anh chị em, dòng họ mình á, người ta không nói cho các bạn biết là họ đã đi nước ngoài rồi. Và họ không ở bên đó, nó visa nó cũng tị nạn luôn. Thì các bạn làm sao biết được? Và cuối cùng là bạn nộp hoài nó rớt hoài thôi à. 10 năm bạn nộp nó cũng rớt 10 năm nữa. Đó, nên lưu ý cái trường hợp này luôn.